gì khán giả ơi, hãy cùng Thúy Ngân đề cử cho bộ phim Y tá Nở Hoa trở thành bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2021 nha. Cách thức đề cử vô cùng đơn giản, chỉ cần làm theo những bước sau. Bước 1, truy cập maivang.nld.com.vn vào mục phiếu đề cử, điền thông tin. Bước 2, chọn hạng mục bộ phim điện ảnh truyền hình được yêu thích nhất, điền tên phim Cây táo nở hoa, ấn gửi phiếu đề cử. Và soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng gửi 8100, mức phí cho mỗi tin nhắn là 1.500 đồng. Rất cảm ơn sự ủng hộ cũng như là yêu mến của quý vị khán giả dành cho Cây táo nở hoa cũng như là gia đình táo. Hãy đi gửi cho Cây táo nở hoa để giải quyết bài hình kinh mốt nha. Gói ưu đãi trải nghiệm Beyond VIP chỉ 9.000 đồng. Tải app và đăng ký ngay.